Hiện nay Sơn La là vựa cây ăn quả lớn nhất miền Bắc, lớn thứ hai cả nước với sản lượng hàng trăm ngàn tấn quả mỗi năm với 85.000 hecta cây ăn quả và 281 mã số vùng trồng, diện tích 4.600 hecta đã được cấp và xuất khẩu sang các thị trường như là Úc, New Zealand, Mỹ, Trung Quốc, EU và một số thị trường khác. Để giúp Sơn La đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thông qua việc ứng dụng thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia vào hệ sinh thái xúc tiến thương mại. Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La và nền tảng mạng xã hội TikTok tổ chức khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho kinh tế tập thể và hợp tác xã. Theo Cục xúc tiến thương mại Sơn La, là tỉnh đầu tiên trong năm 2023, cục phối hợp với địa phương tổ chức khóa tập huấn này. Khóa tập huấn thực hiện theo phương thức học đi đôi với hành học kết hợp trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thực tế tìm hiểu thông tin sản phẩm kế hoạch sản xuất thông tin mùa vụ sản lượng thu hoạch chất lượng khung giá bán bảng phân loại sản phẩm và thời điểm thu hoạch